破，没有善知善觉，蠢恶的心大，是糊涂平凡人，俗世里浸浸浸，唔到爱他需要顺着落雨吗？人世咬知一切只识得益差，但爱恋的感觉产生的一下，令人迷迷蒙蒙，乱马的跌跌碰，梦里怎终识破，件件是悲骂。未得识心中有潜能，自己都不知怎去走近，若冲击激出我自信心，我应该信任我都得，不必听机尖话的晒压，我识得高瞻远望，自堪称优质，像蜘蛛丝跟麻织都一一对插，我心思必须要密吸收，不担心今天我生痛的冤屈，我他朝想得到便要美句被刻出，我的真始终会令你不肯安于失，最终都得到这件信物。Bố Lạc Gia, tự nhiên sao lại quỷ hôn vậy? Đây rõ ràng là một âm mưu. Con hà tất vì một người đàn bà đến nỗi sai sót như vậy chứ? Con phải đợi Hương Dung. Ông thì bám theo chị tôi, cha ông thì giết hết nhà tôi. Cha Quỳnh không có giết người, không chuyện này có hiểu lầm gì đó. Hương Dung à, mùi đừng làm vậy mà. Trả cho tôi. Định phải làm sao có chuyện này. Rối thần, rối thần. Ủa, sao cậu tới đây vậy? Lần này giá nào con cũng phải hỏi rõ ràng. Cha của tôi còn cậu tới đây hay sao? Như thế nào thôi. Ông làm ơn nói cho con biết đi. Cha con thật sự không phải là hung thủ giết người đâu phải không? Cậu, cậu là con của hắn, đương nhiên không thừa nhận rồi. Thật tình cha con không có giết người đâu. Cha con không phải là hung thủ giết người. Con nhớ lúc con còn nhỏ, cha bị kẻ thù truy sát, cha đánh bại kẻ thù đó, nhưng mà cuối cùng cha cũng tha cho kẻ thù. Bây giờ cha con nói, quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Cha con nói mọi chuyện phải đối đãi nhân hậu, dùng đức báo quán, có như vậy hận thù mới chấm dứt được. Cậu không cho là hắn giết người vì tình sao? Lúc đó ông cũng có mặt, ông có tận mắt chứng kiến cha con giết người không? Nè, đám người đó che kín mặt, tôi làm sao biết cha cậu có mặt ở đó hay không chứ? Tức là ông không có chứng cứ chứng minh hung thủ đó là cha của con. Vậy con có chứng cứ chứng minh cha cậu có phải là hung thủ hay không? Thực tế một chút đi. Cô thần à, làm ơn đi. Ông làm ơn nói cho con biết đi. Kể lại tình hình lúc đó từ đầu đến cuối cho con nghe đi có được không? Làm ơn đi mà. Nè, cậu có phiền thiệt đó. Tôi chưa chửi cậu, cậu lấy gói thần của cháu tôi đi, báo hại tôi phải xa nó. Từ nay đừng tới làm phiền tôi nữa, đi đi. Thế Luân, con công tỉnh rồi hả? Mẹ à, sao mọi người đều có mặt ở đây vậy? Tứ công à, tại sao chuyện lớn như vậy Quỳnh cũng không nói cho mọi người biết hả? Thì đó, diệt môn mà, lão già bị người ta đổ quan làm chuyện kinh khủng như vậy sao? Nghĩ tới cũng thấy ớn lạnh đó. Muội nhất định đứng về phía Quỳnh và lão gia. Mẹ à, mẹ đã kể cho họ nghe sao? Chúng đã là vợ của con, mẹ cảm thấy con không nên giấu chúng. Có phải lúc nãy con nói là mới gặp Đường Ra Phúc đó không? Phải, con đi tìm ổng, nhưng mà ổng không chịu nói gì cả, còn luôn miệng khẳng định là cha đã làm. Đúng là không có manh mối gì hết. Ổng giận họ thi chúng ta, làm sao chịu đến xỉa con chứ. Xảy ra chuyện như vậy, con biết Hương Dung cũng đau khổ lắm. Hay là tụi muội đi tìm Hương Dung, nói về lời tốt đẹp giùm Quynh. Tuy là muội không ưa cổ chơi lắm, nhưng mà muội cũng không muốn đứng nhìn tấn công suốt ngày buồn rầu như vậy. Phải, không chừng tất cả mọi người cùng ra mặt cổ sẽ mềm lòng. Bây giờ cổ giận Quynh như vậy, lẽ nào chịu gặp Quynh chứ. Bây giờ con định làm gì? Giá nào mẹ cũng không tin cha con lại giết người, nhất định là hiểu lầm. Mẹ à, hay là mẹ nhớ kỹ lại đi. Hôm họ Đường bị diệt môn, tức là sinh thần 11 tuổi của con, cha con có đi đâu không? Mẹ nhớ lại đi. Mẹ cũng không nhớ nữa. Mẹ chỉ nhớ là con bị mất tích, bị gãy tay. Không phải con, mẹ à, là cha đó. Cha con đã đi đâu quan trọng lắm, mẹ nhớ lại đi. À, mẹ nhớ mấy hôm trước ngày sinh thần của con, ổng đã đi ra ngoài, mười mấy ngày sau mới trở về, còn bị bệnh một trận nữa. Mẹ hỏi ổng đi đâu, ổng... Mười mấy ngày này cha đã làm gì chứ? Ơi, sao cũng được, con tin tưởng cha con không làm chuyện trái với lương tâm như vậy đâu. Chính là chỗ này.
đây là tôi trai của lão gia sao? Đúng vậy. Mình chào nói trước khi cha thi khoa cử đã đến đây học bài. Quỳnh phải vào trong xem rõ cái gọi là chứng cứ, nhất định sẽ phát hiện được manh mối mới. Đi thôi. Ngồi đi. Người này là Đường Trinh Ân. Thì ra lão gia yêu Đường Trinh Ân này đến như vậy sao? Ở đây còn một bức thơ nữa. Không biết có phải là lão gia viết hay không. Quỳnh nhận ra đây là nét chữ của cha. Gì? Tức là lão gia là hung thủ. Lần đầu tiên Quỳnh thấy những chứng cứ này, Quỳnh cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà Quỳnh suy nghĩ kỹ lại, cho dù cha muốn ghi lại điều gì, bộc phát tình cảm hay là hận thù về một cô gái cũng được, cũng không có ý nghĩa là cha sẽ giết người. Mọi chuyện thật sự vô lý quá đi à. Hay là vào giấc mơ tìm đường ra Phúc hỏi rõ không đi. Bây giờ ông không chịu nói gì với Quỳnh hết, tìm được ông cũng vô ích thôi. Ông thật sự coi Quỳnh là kẻ thù mà. Muốn thuyết phục ai có nhiều cách lắm. Thuyết phục mà có lẽ cũng không ngoại lệ đâu. Gói thần, gói thần. Ê, cậu tới đây làm gì? Tôi đã không nói rồi, còn dẫn tiền lễ thư này đến đây nữa, làm gì chứ? Ê, gói thần à, ông làm ơn đi, nói cho con biết đi. Tôi không có nói được đâu, hai người đi đi. Ông không nói chứ gì? Ừ. Đau quá, đau quá. Nếu ông không nói với tính công tôi sẽ không buông tha cho ông. Tôi không làm như tính công của tôi đâu. Hai người như con độc ác lắm à. Cậu á, không cầu cho cô một đêm tóc bạc, da nhăn nheo hết trơn. Ông này, đừng có làm vậy mà lấy thứ. Ông có chịu lắm đó. Ông không sao chứ? Lấy thứ à, quên tưởng đâu mụi có cách gì chứ. Thì ra là kiếm bùa đi dán ổng. Ông đã mấy chục tuổi rồi. Mấy lá bùa nhỏ này không là ổng chết đâu, chỉ nhức đầu một chút thôi hả? Thì thế luôn à, cậu cũng độc lắm mà. Cha của cậu á, hại cả nhà của tôi, cậu còn đến đây hành hạ tôi như vậy. Khốn hồn thì ông kể lại chuyện đó từ đầu chí cuối, còn bằng không ông biết hậu quả sẽ như thế nào rồi chứ. Tôi đã nói 10 vạn chứ ngàn bảy lần rồi, cha của nó là hung thủ, là anh em của hắn bàn dịp đích thân nói ra, không phải tôi đổ oan cho hắn đâu. Thực tế là do bản thân của cậu không chấp nhận thôi. Cậu có chứng cứ gì có thể chứng minh cha cậu không có làm chứ? Cậu nói ra đi. Nếu ông chịu kể lại tình hình lúc đó thì đó là chứng cứ rồi, có phải không? Thì đó, ông có nói hay không? Ông không nói tôi dán cả mà. Nói đi, nếu không con không cản được cổ đâu. Lúc đó tôi bị người ta giết á, là chuyện rất là dễ hiểu. Bởi vì tôi chia rẽ quyền ương ha, làm cho thi lương y như là điên loạn vậy. Làm cho con của tôi á, u uất đến chết. Suốt ngày á, giấu kín tâm sự ở trong lòng, làm cho sức khỏe ngày một suy sụp. Cuối cùng còn bị nhiễm bệnh dịch nữa, đến nỗi muốn cứu cũng cứu không được. Bệnh dịch hả? Vậy tại tôi hại đứa con của tôi, tại tôi hại nó. Ngươi có hai lớp móng, có nghĩa là ngươi và Minh Châu là người một nhà. Nếu huynh muốn Minh Châu và Thiên Bá loạn luân thì huynh có cho chúng thành thân đi. Sao tình cờ vậy? Sao hả? Mặt mày nhăn nhó, nghĩ không ra chuyện giữa ngươi và Cách Cách sao? Không cần nghĩ nữa, ngươi và nó không thể thành thân được, tự mình biến mất đi. Ngươi bận lắm sao? Xem ra ngươi cũng không phải ăn không ngồi rồi. Tuy ngươi có dòng máu giống như ta, nhưng mà ta không có nhận ngươi đâu. Không chừng ngươi chỉ là tạp chủng thôi. Ta làm sao biết ngươi có quan hệ với họ Tăng Cách chứ? Nếu bà biết chúng ta có chung dòng máu thì làm ơn tự coi lại mình đi. Chú ý ngôn hành cử chỉ của mình, đừng làm mất mặt tôi và người nhà của tôi. Nè, ngươi đứng lại đó, ta vẫn chưa nói xong mà. Thật ra ngươi có quan hệ gì với họ Tăng Cách? Họ Đường của ngươi là ai chứ? Có phải họ Đường các ngươi có phụ nữ nào không biết xấu hổ dụ dỗ người của họ Tăng Cách chúng ta? Nè, nè. Ấy da, Cách Cách có sao không? À, xin lỗi, đỡ xin lỗi. Đỡ ta đứng lên. Đỡ ta không sao chứ? Đỡ ta đứng lên đi. Đồ ăn cắp, nhưng mà cắp sao? Trả thư lại cho tôi. Ngươi ăn cắp bức thư này sao? Dạ ngươi. Cuối Lạc Giang, đám người Tăng Cách chính hùng hoàn toàn tin vào chuyện hai lớp mắm. Quả nhiên từ đầu Quỳnh Thiên Bá và Minh Châu là huynh muội. Chuyện thành thân ắt sẽ hủy bỏ. Như ngài yêu cầu tôi đã làm xong, xin tuân thủ hiệp định để nhận tiền công. Tăng Cách các anh đúng là khốn kiếp, thật sự quá đáng lắm. Thật ra mọi chuyện đều do Bối Lạc bày ra.
Ngoài mặt thì kêu tên cướp lấy bức thư trên người của Trác Anh Cách Cách, thực tế là muốn chuyển bức thư đến tay Bối Lạc một cách bí mật, trình bày mọi chuyện. Ủa đại ca, sao đông đủ vậy? Mụi còn lương tâm hay không vậy? Dù sao đây cũng là cháu của mụi, sao mụi với Bối Lạc chia rẽ chúng nó chứ? Đại ca, huynh đang nói gì vậy? Có anh à, con biết con không thích con và Thiên Bá quen nhau, nhưng cũng không lý nào thông đồng với người khác chia rẽ chúng con như vậy. Cô không biết là con đang nói gì. Mụi không cần chối cãi nữa. Bức thư này có phải mụi viết cho Bối Lạc hay không đây? Chuyện hai lớp móng thực tế là cái bẫy do mụi và Bối Lạc gây ra. Mụi muốn giúp Bối Lạc chia rẽ chúng nó. Cái bẫy gì chứ? Mụi không có làm. Đúng là mụi có hai lớp móng, mụi không có nói dối. Cô còn giả bộ đây sao? Bức thư này là minh chứng tốt nhất. Người đâu, giải cổ gì kinh thành? Ta không muốn trông thấy cô. Dạ, dư dạ. Đại khách ca, thật tình mụi không có làm chuyện này. Mụi còn phải điều tra nữa, đại ca. Đúng là tức chết. Chuyện mượn tiền của tôi đã bỏ rồi, còn làm chuyện thiếu đạo đức như vậy nữa. Lúc trước cổ đâu có như vậy. Ai mà người đừng có giận quá mà bỏ đi. Có thể cô chỉ một lúc tham lam thôi. Nè, lát nữa không nên mềm lòng, mạnh mẽ một chút. Bắt ổng trả lại ông ngoại cho chúng ta, chứ là kêu ổng từ đây đừng phiền tỷ nữa. Không ngờ huynh ấy là như vậy. Không lẽ phải đoạn tuyệt ân tình sao? Chúng ta cũng đâu có muốn đâu. Hết được lựa chọn rồi tỷ tỷ à. Tỷ tỷ, có chuyện gì mà rầm rộ vậy? Bốn qua là chủ sứ bộ lại Quỳnh Đặc Phi đến đây để tuyên chỉ thay hoàng thượng. Tri huyện Giang Đô thi thế luân tiếp chỉ. Dạ. Phụng thiên thừa dẫn, hoàng đế chiếu giết, cha thi lương trung thành vì nước, hoàn thành nhiệm vụ, bình định loạn phỉ, càn quét tặc khẩu, công lao hiển hách, để tỏ rõ trung nghĩa, kính trọng tấm lòng. Nay truy phong thi lương làm quy võ tướng quân, khâm thử. Tạ long ân của hoàng thượng. Hoàng thượng căn dặn bốn quan để giúp thi đại nhân tổ chức ăn mừng, cho thi đại nhân và bá tánh trên dưới huyện Giang Đô vui thú trong 3 ngày. Đúng là hoàng ân hậu đãi. Ôi, giỏi quá. Có nhầm lẫn hay không? Hung thủ giết người báo lệnh như vậy mà cũng truy phong. Tại sao cái ác này được quả thiện chứ? Trên đời này không còn thiên lý nữa. Quỳnh đại nhân, mời vào trong uống chung rượu bà. Được. Hương Dung. Hương Dung. Hoàng hậu thưa nhân. Hương Dung. Mời nghe Quỳnh nói đi. Quỳnh đã gặp ông ngoại của ông. Im đi, chị tôi không có gì nói với ông. Mau vô nhà từ từ ăn mừng với gia đình của ông đi. Ăn mừng hả? Trên đời này có thêm một đại anh hùng giết người không chớp mắt. Đó là quyết định của triều đình, tôi cũng không thể kềm chế được, tôi không thể kháng chỉ. Đừng diễn tuồng ở đây nữa. Lúc này nét mặt của ông đã cười từ trong tâm ra. Thực tế cha ông không có tư cách đó. Ông không xứng có phần phước như vậy. Hương Dung à, Quỳnh có đến thư trai xem thử. Quỳnh cảm thấy vụ án này thật sự có sơ hở. Tỷ tỷ và kẻ hắn, chúng ta đi. Hương Dung, Hương Dung, mời tên Quỳnh đi. Gã thi lương đó đúng là ngụy quân tử. Quỳnh cảm thấy tỷ tỷ nên lập tức phân chia ranh giới với thi thế luôn. Từ đây không còn quan hệ gì nữa. Nhỏ tiếng một chút đi, để chị của Quỳnh nghe được sẽ không vui đâu. Mời đi thăm tỷ ấy. Hương Dung tỷ. Hả, Hương Dung. Qua đây đi. Đi tỷ. Ngồi xuống uống chén canh nóng đi. Này ngồi đi. Tỷ tỷ à, tỷ đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Chúng ta cứ việc lên kinh tố cáo thi lương. Chúng ta phải công bố những chuyện xấu của hắn ra thế gian. Nè, giấy và quả trong thư trai là minh chứng tốt nhất. Nó có thể chứng minh được hắn có động cơ giết hết người của họ được để chuốc hận. Con đừng có ép chị con mà. Phải đó, nếu hai người lên kinh tố cáo thành công, hoàng thượng nổi trận lôi đình, sẽ liên lụy đại nhân, khó giữ được chức quan, đầu liều khỏi cổ. Có phải là vô cớ không? Đến bây giờ ông còn bảo che cho hắn sao? Tư Mã Bồ Đầu nói đúng lắm. Cho dù có lỗi cũng là lỗi của thi lương, không nên liên lụy người vô tội. Ôi đừng câu nào cũng móc hỏng có được không? Phải, tất cả mọi người đều có lý. Nhưng Hương Dung nó cũng là người của họ thi. Hương Dung mà con nghĩ thế nào? Thật ra con đã suy nghĩ kỹ rồi. Mà gánh nặng này trên vai ai nấy đều khổ sở. Thật ra tất cả chúng ta đều vô tội. Đây chỉ là ân oán của đời trước thôi. 20 mấy năm qua hoàn toàn không có nhân chứng nào. Tiếp tục điều tra cũng không có kết quả. Phải, có thể chúng ta kiện được họ thi, nhưng người của họ thi lại quay về để trả thù. Qua quan tương báo như vậy bao giờ mới dứt chứ? Tỷ muốn bỏ qua vậy sao? Tỷ không có nghe lầm chứ? Tỷ và thi thế luôn còn tình phu thê. Dĩ nhiên không phải. Tỷ và hắn không còn dính líu gì nữa. Không có là được rồi, còn do dự chuyện gì nữa. Quỳnh bình tĩnh đi mà Thiên. Đừng suốt ngày kêu Quỳnh bình tĩnh có được không?
Quỳnh đừng có biết Quỳnh đau khổ cỡ nào không? Quỳnh chưa gặp ông ngoại, chưa gặp cha, chưa gặp mẹ. Quỳnh cũng nhớ họ lắm, Quỳnh cũng muốn có người thân mà. Thiên Bá à, con nghe chị con khuyên được không? Hả? Thiên Bá à. Cái gì, lên kinh kiện hả? Hình như là Hương Dung không muốn, nhưng mà Thương Bá rất là cương quyết. Họ cũng to gan lắm. Cho nên chính vì như vậy tôi mới đến báo với đại nhân. Lần này họ lên kinh kiện, tôi sợ họ xảy ra chuyện. Xem ra họ nhất định phải làm. Nhưng đại nhân à, ông cũng nên cẩn thận. Lỡ như hoàng thượng cho điều tra, ông nên tìm cách để đối phó. Sự thể bây giờ đành chạy đua với họ thôi. Trước khi họ lên kinh, nhất định phải tìm được chứng cứ chứng minh cha vô tội. Nghĩa Quynh, Nghĩa Quynh à, bữa có chuyện muốn nói với Quynh nè. Nghĩa Mùi. Từ Mã Bộ Đầu, ông cũng đến báo Nghĩa Quynh sao? Tôi không muốn mọi người có chuyện thôi. À phải, Nghĩa Quynh, hay là mau kêu Hương Dung tiện đừng có đi. Quynh làm sao kêu Hương Dung đừng lên kinh mới được chứ. Bây giờ rõ ràng Hương Dung hận Quynh đến tận xương tủy. Thật ra tướng công nó cũng có lý. Chúng ta phải chạy đua với họ, nhất định phải tìm được chứng cứ trước khi họ lên kinh, chứng tỏ vụ diệt môn hoàn toàn không liên quan đến lão gia. Đúng vậy, chỉ cần tìm được chứng cứ chứng minh hôm diệt môn đó cha không có mặt ở hiện trường là được rồi. Nhưng mà mười mấy ngày sau khi cha gặp tiểu thư họ Đường đó, thật sự đã đi đâu? À, tôi nhớ ra rồi. Đại nhân à, cứu đương từng kể với tôi chuyện tiểu thư của họ hàng năm đều đến miếu Quan Âm ở Yên Vũ để lễ Phật. Có lẽ thời gian là mười mấy ngày trước vụ diệt môn, cổ còn gặp lại Thi Lương ở đó, hai người còn gặp nhau nữa. Có khi nào hôm đó lão gia đi tìm Đường Trinh Ân không? Được, sáng sớm mai chúng ta lên đường. Đến miếu Quan Âm coi có manh mối gì không. Mùi đi với Quynh. Nghĩa Quynh, mùi đi nè. Mùi không sợ Thiên Bá biết sao? Mùi cũng mới biết sự thật mà. Hơn nữa họ mang mùi lên kinh, nhất định xảy ra chuyện. Cùng lắm mùi nói Ama bị bệnh, lo cho Ama mấy hôm, nhất định không có vấn đề. Nghĩa Quynh, sao hả? Chủ trì có nói đã gặp lão gia đến không? Họ chỉ nói còn nhớ loáng thoáng có một tiểu thư nhà họ Đường hàng năm đều đến đây lễ Phật và cúng dường. Ngoài ra không còn ấn tượng gì. À, còn hai muội có hỏi được gì không? Mùi và Lệ Thư đã hỏi ông chủ bán nhang đèn, nhưng họ nói không có ấn tượng về cái tên Thi Liên. Xem ra lần này uống công tới đây rồi. Tấn công à, mọi người cũng mệt rồi, hay là tìm chỗ nghỉ ngơi chút đi. 20 năm trước có một đứa bé vào trong miếu lấy một đinh vị để chơi, còn làm gãy nữa, xúc phạm đến thần linh. Sau đó trong làng đột nhiên xảy ra một trận đại dịch nghiêm trọng, không có điềm báo nào hết. Lúc đó cả thôn không ai thoát khỏi, ai nấy đều bị nhiễm bệnh dịch. Tháng năm cách đây 20 năm, tức là năm Ất Hợi, năm sinh thời thứ 11 của Quynh. Báo hại con của tôi u quốc đến chết, sau đó còn bị nhiễm bệnh dịch nữa. Ở đây có bệnh dịch, toàn coi trùng khớp với những gì gói thần vừa nói. Đường tiểu thư chết do bệnh dịch, đích thực còn có đến đây lễ Phật rồi. Không lẽ cô bị nhiễm bệnh ở đây? Nếu lão gia thật sự đến gặp Đường Trinh Ân, có nghĩa là có đáng là chỗ này, còn không thì bị nhiễm bệnh. Mẹ nhớ mấy hôm trước sinh thần của con, ổng có ra ngoài. Mẹ có nói đích thực năm đó cha mất tích mười mấy 20 ngày, đến khi về nhà y như là mới bị bạo bệnh vậy. Nhưng như vậy cũng không thể chứng minh thế bá có đi. Hơn nữa mỗi giờ Lệ Thư đã hỏi mọi người trong làng, họ nói không có ấn tượng gì thế bá mà. Tướng công à, đừng suy nghĩ nữa. Chúng ta tán túc qua đêm ở đây rồi đi hỏi những người khác đi. À, các vị khách quan. Bà chủ à, chúng tôi muốn ở trọ, cho chúng tôi hai phòng đi. À, không thành vấn đề, mời qua bên này. À, phải bà chủ ạ, ở đây mở cửa được 10 năm rồi chưa? Không hẳn đâu, chỗ chúng tôi đã mở mười mấy 20 năm rồi, là bản hiệu lâu năm đó, là quán trọ đầu tiên trong trấn, hoàn cảnh thanh tịnh, ăn ở tốt nhất, bảo đảm các vị sẽ hài lòng. Bà chủ à, chỗ này mở hơn 20 năm rồi phải không? Không biết là bà còn nhớ 20 năm trước ở đây đã xảy ra một trận đại dịch không? Chuyện lớn như vậy dĩ nhiên là nhớ. Lúc đó có nhiều người bị bệnh, luôn cả đại phu cũng bị bệnh nữa, khủng khiếp lắm. Làm ơn ký tên vào đây. Làm quy định của nha môn, ngày tháng để tôi ghi được rồi. Cảm ơn. Đăng ký tỉ mỉ như vậy, không chừng 20 năm trước cha có ở đây đăng ký cũng không chừng nữa. Hỏi sẽ biết ngay. Bà chủ à, bà cho hỏi, bà còn nhớ 20 năm trước có một người khách tên là Thi Lương đến đây ở không? Ông cao to lực lưỡng, là một võ tướng đó.
Thi Lương à, hình như ông có ở đây. Ông còn bệnh hơn một tháng mới đi. Người thích viết thi từ chứ gì. Tôi đáng trí quá. Mời các vị theo tôi qua bên này. Đây chính là chữ do ông ta đề. Còn đây là tên của ổng, Thi Lương nè. Thi Lương, đúng là bài của cha rồi. Mùng 9 tháng 6 năm Ất Hợi, bệnh trung thư. Mùng 9 tháng 6 tức là sinh thần của huynh. Hôm đường Gia Trang xảy ra chuyện. Có nghĩa là lúc đó lão gia không hề ở đường Gia Trang, mà là ngã bệnh ở đây. Vậy thì làm sao là hung thủ được? Đúng vậy. Từ đây tới đường Gia Trang mất 2 ngày đường, không lý nào cha biết thuộc phân thân. Bà Diệp nói dối, thực tế cha không có giết người. Hay lắm, cuối cùng sự thật cũng phơi bày rồi. Chúng ta phải lập tức quay về nói cho Hương Dung và Thiên Bá biết. Tỷ tỷ à, chuyện này không thể đợi được nữa. Tỷ nghe đệ nói đi. Đệ cũng nghe tỷ nói đi. Tỷ đã suy nghĩ kỹ rồi, tỷ không muốn làm lớn chuyện này. Hơn nữa có thể cho chúng ta không thể trút bỏ gánh nặng này. Hơn nữa đệ mà muội lên kinh như vậy cũng không hẳn có kết quả. Tức là tỷ không đi với đệ chứ gì? Được, đệ đi một mình. Thiên Bá, cô xin nhiều bùa để làm gì? Cô nói là lần trước đã cùng tấn công vào giấc mơ, dùng bùa dán vào đường Đa Phúc, dán đến nỗi ổng muốn thở cũng không thở được. Tức là số bùa lần này còn lợi hại hơn lần trước. Trời ơi, bị dán trúng bùa này còn thảm hơn bị lửa thiêu nữa. Bảo đảm lão già đó sẽ khai hết mọi chuyện. Đúng là không có nhân tính mà. Lập tức đưa cho tấn công và Lệ Thư đi. Nè, lúc nãy cô nói cái gì? Đừng đã phút nào chứ. Cô đã làm gì ông ngoại của chúng tôi? Lệ Thư nói ông ngoại của cô không chịu giúp tấn công là lỗi của ổng mà. Các người không còn nhân tính, đối với người già cũng vậy sao? Đi đi. Đừng mà, đi. Chạy đi. Hai ông ngoại tôi nè. Hai ông ngoại tôi nè. Chạy đi. Nè. Các người làm sao hại? Đúng là quá đáng mà. Lấy gối của tôi còn hành hạ ông ngoại tôi như vậy nữa. Đó, tỷ thấy rồi đó. Người ta vì cha chuyện gì cũng dám làm. Vậy mà tỷ còn bao che cho hắn. Nếu chậm trễ, có biết hắn lại dùng cách gì đối phó luôn chúng ta. Nè, cũng còn nhiều thời gian nữa. Nếu tỷ còn do dự, tức là tạo cơ hội cho đám người đó tiếp tục hành hạ ông ngoại thôi. Đừng mềm lòng quá. Thực tế họ không chấp nhận tỷ, ông ngoại đang chịu khổ đó. Để biết, bắt tỷ làm vậy là khó cho tỷ. Nhưng mà chuyện này nhất định có sự chấm dứt. Để yên tâm, tỷ sẽ không thay đổi ý định. Lát nữa vào thư trai, nhớ thu thập những chứng cứ mà Thi Lương đã giết cả nhà chúng ta. Để cũng buông tha cho tên khốn này. Để phải nói cho cả thiên hạ biết những chuyện xấu của hắn. Trời, sao xung quanh đây có vẻ như bị đốt vậy nè? Lần trước đến đây đâu có như vậy chứ. Tiểu Quỳnh đấy, cho hỏi ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Chắc là núi lửa đó, thỉnh thoảng ở đây thường bị như vậy. Núi lửa? Không lẽ trùng hợp vậy sao? Trời, chúng tôi của chúng ta. Không chừng vẫn còn, chú tìm thử đi. Còn tìm cái gì nữa chứ, cháy như vậy làm gì còn cái gì. Hết rồi. Tự nhiên sao lại có núi lửa như vậy chứ? Nhất định là Thi Thế Luân làm. Đi nghĩ coi, làm gì trùng hợp vậy chứ. Đúng lúc khi chúng ta cần chứng cứ, thư trai lại bị cháy. Hắn vì bảo vệ cha của hắn, chứ gì cũng dám làm mà. Đúng là khốn kiếp. Cái gì? Thế Luân thẳng tay như vậy sao? Có thể lúc trước hắn là người tốt, nhưng mà sau khi hắn biết cha của hắn là hung thủ giết người, hắn tuyệt đối có khả năng vì bao che cha của hắn mà làm những chuyện thất đức chứ vậy. Bây giờ không còn chứng cứ gì nữa, trước mặt hoàng thượng không có bằng chứng làm sao lên kinh được. Nhưng họ làm sao biết chúng ta lên kinh? Phải hả? Mình xin lỗi nha. Thật ra là tôi... Cái gì? Ông... Thật ra tôi sợ hai người lên kinh như vậy sẽ có chuyện, cho nên tôi mới nói cho đại nhân biết thôi. Ông có nhầm lẫn hay không đi? Làm gì tức là tạo cơ hội cho hắn tiêu hủy chứng cớ rồi. Tôi sợ hai người có chuyện thôi. Huynh không thể quay mũi giáo như vậy, mũi cũng không bên huynh đâu. Một không tin huynh hả? Huynh cùng mũi đi hỏi rõ đại nhân nha. Hương Dung, chỗ chúng tôi không quan nghênh ông đâu. Để... Hương Dung à, buông ra. Mà nghe huynh nói đi, huynh tìm được chứng cớ mới chứng minh cha huynh vô tội. Đừng giả bộ ở đây nữa. Đằng kia đi đốt thư trai, đằng này nói là có chứng cớ mới. Ông nghĩ chúng tôi khờ vậy sao? Cậu mới nói gì? Đốt thư trai cái gì? Hương Dung, thư trai bị đốt rồi sao? Quỳnh không cần chối nữa. Quỳnh đốt thư trai đó muốn tiêu hủy chứng cớ đúng không? Quỳnh không có, Quỳnh không có làm. Quỳnh thật sự không có làm à? Truy Phong, thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy? Đại nhân à, sau khi ông rời khỏi huyện thành, họ được tới thư trai tìm chứng cứ. Ai ngờ bị núi lửa đốt căn nhà rồi. Hả? Sao lại như vậy? Không cần mày khóc chuột ở đây nữa. Hương Dung, chứng cớ mới đó nằm ở quán trọ gần miếu Quan Âm ở Yên Vũ Lâm. Mùi theo Quỳnh đi coi đi, mọi chuyện sẽ sáng tỏ ngay thôi. Lệ Thư và Minh Châu cũng trông thấy mà. Mùi không tin thì hỏi họ đi.
Minh Châu, nói cho họ nghe đi. Nè, đừng lôi Minh Châu vào cuộc nha. Đúng là Minh Châu có thấy mà. Còn gì cãi chứ, cùng đi xem sẽ biết ngay. Phải đó, theo Huynh đi coi đi. Sau khi coi xong, Huynh sẽ hiểu mọi chuyện mà. Có vậy là Thuyết đã làm gì ông ngoại của Tự Hiểu đi. Tôi không ngờ hai người đã tàn nhẫn như vậy nữa. Tôi nói cho Huynh biết, tôi sẽ không bỏ cuộc tìm chứng cứ, cũng không bỏ ý định lên kinh. Các người đi khỏi đi, tôi không muốn nhìn thấy các người. Hương Dung mà mọi người nghe Huynh nói. Đi, đi. Không được làm phiền chuyện của tôi. Đi. Hai người nhất định không đi chứ gì. Truy Phong, lấy gì trói họ lại? Lấy tư cách gì trói chúng tôi? Chúng tôi có phạm tội gì? Lấy tư cách là quan quyền, tôi nói trói hai người là trói hai người. Ai dám chống lại, bắt kẻ đó vào tù. Cậu có phải là người không? Đó là vợ của cậu đó. Nghĩa Huynh à, hôm khác mới khuyên gì? Không thể chậm trễ nữa. Truy Phong, ông có nghe không? Huynh thử làm đi. Lấy gì tới đây? Đừng có cãi nữa. Chúng ta đi. Cái gì? Chúng ta có quyền không đi sao? Chúng ta không sợ bị người ta trói ra đường thì chúng sao? Có phải không, Thi đại nhân? Tới rồi, chính là chỗ này nè. Trời ơi, kinh khủng quá trời, chẳng còn gì hết á. Hả? Bà chủ à, sao ra nông nổi này? Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Tôi cũng không biết gặp xui xẻo gì, chỉ trong một đêm đã bị lũ mọt ăn nát như vậy đó. Hả? Trời ơi, sao không còn gì hết vậy? Ok, chúng tôi đến để xem những thứ này xong. Hương Dung à, mùi tin Huynh đi. Cha đã khắc một bài từ trên trụ cột này thật đó. Còn ghi rõ mùng 9 tháng 6 năm Ất Hợi nữa. Bệnh trung thư nữa. Lúc đó cha đã bị bệnh thì làm sao đi giết người được. Ông muốn nói gì mà chẳng được. Huynh có nhân chứng. Bà chủ à, bà qua đây. Bà qua đây đi. Làm phiền bà nói cho họ biết, có phải có một người tên Thi Lương đã đề một bài từ trên cột này hay không? Lần này quán của tôi đúng là không còn gì hết. Bà khoan lô quán xá đã, bà nói cho họ biết trước đi. Tôi sẽ đền lại quán này cho bà. Hả? Có phải thật không? Thật mà. Nè, ông định mua chuột nhân chứng sao? Ê, Huynh không phải như vậy. Bà chủ à, bà nói cho họ biết đi. Phải, người mà ông nói đúng là hôm đó có đến tá túc. Bà nghe chưa? Người này tên Thi Lương chứ gì. Lúc đó ông ta bị bệnh rất nặng. Bây giờ ông ta bị nhiễm bệnh dịch, chữa ở đây gần một tháng khỏe lại rồi mới rời khỏi thị trấn đúng không? Phải, lúc đó ông bị bệnh nặng lắm. Ông còn nằm ở đây gần một tháng, nên tôi có sắc thuốc cho ông uống. Nhưng sau đó ông đã khỏi bệnh rồi. Còn tiệm của tôi muốn chữa cũng không chữa được. Bà chủ à, cho hỏi năm nay bà bao nhiêu rồi? Chưa đầy 30. Tức là 20 năm trước bà mới mấy tuổi thôi. Mấy tuổi mà bà biết sắc thuốc, biết hầu hạ người ta sao? Bà có nhớ lầm không? Tôi nhớ không rõ lắm. Rõ ràng là bà nói dối mà. Lúc đó người ta còn nhỏ, nhớ đại khái chỉ có bấy nhiêu thôi. Sao hôm đó bà nói với tôi như đến đống cột là nhớ mà? Thì Thi Lương, ông đừng đóng kịch. Chồng là hung thủ giết người chứ cớ rành rành. Cho dù ông làm bao nhiêu chuyện cũng không thay đổi sự thật này. Hương Dung mà mụ tin Huynh đi thật tình, Huynh không có nói dối. Đúng là tôi cũng không muốn qua quan tình báo, nhưng những gì ông làm thật sự làm tôi không thể nhịn được. Tôi nói cho ông biết, tóm lại chúng tôi nhất định đến kinh tố cáo Thi Lương. Hương Dung mà Huynh thật sự tìm được chứng cứ mới chứng minh cha vô tội. Ai ngờ chỉ trong một đêm đã bị mọt đục hết rồi. Ông không cần nói nữa, chúng ta đi. Sao lại như vậy? Rõ ràng là có chứng cứ mới chứng minh cha vô tội mà, sao lại bị mất hết chứ? Tướng công mà đừng vậy mà. Ê tỷ à, chúng ta còn lên kinh nữa không? Những gì tỷ nói sẽ không thay đổi ý định đâu. Vậy là được rồi. Nhưng mẹ còn một điều không hiểu, nếu cô ta thật sự tiêu hủy chứng cứ, đốt thư trai là xong xuôi mọi chuyện rồi, cần gì phải bày nhiều trò chứ? Minh Châu, mẹ nói có đến quán trọ mà, mẹ thấy có bài từ đó không? Có, mẹ thấy có mà. Ê, cậu tính tình ngay thẳng, làm sao phát hiện sơ hở chứ? Thì Thi Lương là dám đốt thư trai, lẽ nào không tạo được chứng cứ giả? Trước khi đến đây cho tiêu hủy luôn, hắn vì đạt được mục đích, chuyện gì cũng dám làm. Tất cả cũng tại Huynh, uổng công mũi tên Huynh, Huynh khai mọi người ra. Thôi Cúc Muội à, Huynh không muốn mọi người có chuyện thôi. Bây giờ thấy chưa, thư trai đã bị Thi đại nhân đốt hết rồi, chứng cứ cũng không còn. Huynh hả dạ rồi chứ? Huynh đi chỗ khác đi. Thôi Cúc Muội à, cho Huynh cơ hội đi. Huynh không đi chứ gì? Huynh không đi, Muội đi. Thôi Cúc Muội à. Hey, để đệ đi giúp cửu nương. Thì không muốn chuyện của chúng ta ảnh hưởng đến ai. Cửu nương đã tư mã một đầu đó lâu rồi. Họ đi hay không đi mặc cho họ lựa chọn. Thôi Cúc Muội à. Thôi Cúc Muội, trời ơi, nghe Huynh nói đi. Huynh chỉ muốn tốt cho mọi người thôi. Thôi được, Huynh muốn Muội tha thứ cho Huynh chứ gì. Huynh về xin Thi đại nhân của Huynh từ chức, không được làm việc cái tên khốn đó nữa. Từ chức hả? Được rồi, Muội biết câu trả lời rồi, không cần nói nhiều. Thôi Cúc à, thôi được rồi, Huynh hứa với Muội sẽ từ chức.
Huynh đừng gạt muội nha, nếu không muội giận Huynh suốt đời đó. Huynh đã lỡ một lần rồi, Huynh không muốn lỡ thêm một lần nữa. Huynh đã phụ muội 20 năm rồi, Huynh không muốn hối hận suốt đời. Huynh thật sự đồng ý làm như vậy vì muội sao? Huynh đồng ý, Huynh không vì công mà quên tư đâu. Huynh biết cái gì quý giá nhất mà. Thôi Cúc muội à, Huynh còn yêu cầu nhỏ thôi. Nè, chưa gì Huynh đã muốn nuốt lời sao? Huynh không phải nuốt lời, Huynh muốn muội làm người của Huynh để Huynh lo cho muội suốt đời. Huynh, sao Huynh nó đột ngột vậy? Không đột ngột đâu, 20 năm qua ngày nào Huynh cũng luyện tập. Muội làm người của Huynh, muội làm người của Huynh. Muội không chịu hả? À, không phải. Ghét quá đi à, người ta đợi câu nói này của Huynh hai mươi mấy năm rồi còn bị đặt hỏi nữa. Hay lắm, nè, chúng ta lập tức vào huyện thành, lập tức thành thân, sau đó lập tức theo Hương Dung lên trên kinh thành. Ừ. Kế đó chúng ta lập tức vô thành. Đi. Huynh tặng cái trăm cho muội, gọi là tính vật thành thân. Cảm ơn. Có đẹp không? Đẹp lắm. Ủa, sao thiếu một chỗ vậy Huynh con? Ờ phải, sao lại như vậy? Huynh thiệt lẩm cẩm quá đi. Vậy thì để Huynh đem đi đổi nha. Được rồi, được rồi, không cần quan trọng, muội biết Huynh có làm này được rồi. Uống trà trước đi. Đại nhân, tôi không thể tiếp tục làm nữa, xin ông chấp nhận cho tôi được từ chức. Trời Phong à, ông đã suy nghĩ kỹ thật sao? Đại nhân à, tôi đã thành thân với cửu nương rồi. Thật vậy à? Chúc mừng ông. Đại nhân, tôi cũng muốn tiếp tục góp sức cho ông, nhưng tôi không thể bỏ mặc cửu nương được. Nếu thiên bá đòi lên kinh, tôi càng phải đi theo. Đương nhiên, ông làm vậy rất đúng. Tôi đã lỡ một lần rồi, tôi không muốn phụ lòng người phụ nữ đã đợi tôi 20 năm trời. Được rồi, Tư Phong à, tôi hiểu mà. Tôi chỉ muốn nhắc nhở ông một điều, lần này mọi người mạo muội lên kinh như vậy, lỡ như hoàng thượng không chấp nhận cáo buộc của mọi người đối với cha tôi, tội khi quân đó không phải đùa đâu. Đại nhân tôi biết mà, tôi khuyên mãi mà khuyên không có được. Khổ nỗi bây giờ Hương Dung coi tôi như kẻ thù vậy, cô làm sao chịu nghe tôi nói chứ. Bây giờ lên kinh sớm hơn để không cần báo với Minh Châu sao? Cho cổ biết khác nào để cổ đi theo. Huống hồ lên kinh thành không biết sẽ xảy ra chuyện gì, để không muốn cổ cũng mạo hiểm. Để sợ cổ là cho đệ thôi. Cùng lắm lên đến kinh thành để sẽ gửi thư cho cổ. Muốn đi thì đi nhanh lên, nếu không lát nữa Minh Châu tìm đến lúc đó sẽ không đi được đâu. Đi hả? Thôi. Khoan đã. Là chuyện gì? Huynh có chuyện muốn nói. Nói mau đi, chuyện gì vậy? Đại nhân có bức thư giao cho cô, quan trọng lắm, cô nhất định phải đọc. Nói là giao trả ông ngoại cho mình, rõ ràng là muốn kéo dài thời gian mà. Thiên bá, chắc chắn là nhân sẽ đến mà. Nhưng tại sao vẫn chưa tới? Thì tỷ à, đừng đợi nữa, đi thôi. Ơ, thiên bá, đợi thêm một lát nữa đi. Đại nhân, sao đến trễ vậy, họ đòi đi kìa. Cảm ơn mọi người chịu tin tôi thêm một lần nữa. Hương Dung, Huynh biết muội rất giận, Huynh rất hận Huynh. Có điều lập trường của chúng ta khác nhau, Huynh cũng không tài nào thuyết phục được muội. Hương Dung, Huynh trả lại cái gối cho muội. Ông ngoại có chuyện muốn nói với muội đó. Ông lại làm gì ông ngoại chứ? Huynh không có làm gì hết. Cho dù Huynh thật sự làm chuyện gì, Huynh cũng không cố ý làm hại bất cứ ai. Hương Dung à, Huynh biết làm muội khó xử lắm, Huynh xin lỗi. Ông ngoại, ông ở đâu vậy? Ông ngoại. Ông ngoại. Chúng con tới tìm ông nè. Ông ngoại. À, ông ngoại kìa, tiếng bác qua đây. Ông ngoại. À, ông ngoại sao ông yếu quá vậy nè? Hả? Có phải Thế Luân và Lệ Tư làm ông như vậy không? Bọn họ quá đáng lắm.
Con cần lo lắng quá. Thế Luân không làm gì ông, chỉ có Lệ Thư là hơi hung dữ thôi. Ông ngoại à, hoàng thượng đòi truy phong Thi Lương, cho nên chúng con quyết định lên kinh và trừng tội ác của Thi Lương. Hả? Chúng con phải đòi lại công bằng cho ông. Các con có thể bỏ ý định hay không? Không thể được, chúng con không thể cho ông chết quan được. Nhất định là bọn họ dùng thủ đoạn bị ổi gì buộc ông nói vậy, có phải không? Họ có đến đây nhưng không có gì, chỉ là nói không lấy được chứng cứ gì. Nhưng mà chúng ta không thể bỏ qua như vậy được. Phải đó. Hai con nghe ông nói đi. Phải, cho dù hai con kiện lên hoàng thượng, nếu không có chứng cứ á, so với Khi Quân thì có khác biệt gì đâu. Không lẽ mà kệ hắn sao? Ông không muốn con vì Khi Quân nên bị trảm thủ. Ông đã không còn người thân nào nữa rồi, chỉ còn lại có hai con. Ông không muốn người thân của ông từng người ra đi, ông chịu không nổi đâu. Ông ngoại à, Nếu con muốn ông ngoại vui thì con đừng có làm ông ngoại lo sợ suốt ngày nữa, biết chưa? Hai con gánh không nổi đâu. Nhưng nếu vì sự oán ức của họ được, con không sợ đâu. Được. Vậy hai con đi đi hả? Hai con sẽ mau chóng xuống chờ với ông liền đó, không cỡ ở đây cô đơn nữa. Hai con đi. Ông ngoại à, ý của con không phải như vậy. Cho dù họ Đường chết sạch cũng không sao. Thật ra ông ngoại của hai con nói không phải là vô lý đâu. Nhưng kiên trì mấy lâu, không lẽ bỏ cuộc vậy sao? Nhưng nếu chúng ta có gì bất trắc, thì đã sẽ không được gặp ông ngoại nữa. Nếu là như vậy, mẹ chẳng thà hai con ở bên cạnh mẹ đừng làm chuyện gì nữa được không? Cửu đương à, đừng vậy mà. Mẹ còn Tư Mã Bổ Đầu ở đây mà. Thiên Bá à, Minh Châu đang đợi cậu đến cưới cổ đó. Phải đó, khó khăn lắm hai con mới đến được với nhau. Nếu có chuyện gì thì cổ sẽ đau khổ lắm. Cẩn thận đó. Hãy chừng đợi đi. Mọi người mau chạy đi. Cẩn thận, chạy thôi. Cái thủy tiêu đó. Cẩn thận đi, chú Phong. Hưng Dung, Thiên Bá đợi với. Sao ạ? Chú Phong ca vẫn chưa tới, không thể bỏ rơi con đấy được. Đừng con quay lại tìm ổng, mọi người chạy trước đi. Tôi có bội. Tôi có bội. Chú Phong bội. Mình không sao chứ? Không sao, mình không sao chứ. Chạy mau đi. Không được rồi, để chạy không nổi nữa, để phải nghỉ một lát. Bọn chúng không đuổi theo. Thật ra là ai muốn truy sát chúng ta? Cần gì phải hỏi, dĩ nhiên là Thi Thế Luân rồi. Tại sao ông ta làm gì chứ? Chẳng phải ông ta đã nhờ ông ngoại thuyết phục rồi sao? Chính ổng kêu chúng ta tới đường Gia Trang. Ngoài trừ ổng còn ai biết chúng ta ở đường Gia Trang chứ? Sau khi ổng đi, đám sát thủ đó liền xuất hiện. Không phải ổng thì còn ai vào đây? Quan trọng là mọi người không sao. Tôi đang không sao chứ? Ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Tôi có bụi. Cô nương. Tôi có bụi. Cô nương. Chú Phong. Gì bảo quá? Sao lại như vậy? Tôi có bụi. Sao bụi bị thương nặng như vậy không nói cho Quỳnh biết chứ? Mọi người cái gì chứ? Muốn đi chúng ta cùng đi. Tôi có muội, huynh đưa muội đi tìm đại phu. Cô nương đừng đáng lên đi, đừng nhắm mắt lại, tôi có muội à. Cứu con ca.
đã hứa muội làm thê tử phong hương. Muội đã đợi hơn 20 năm rồi, nhưng còn không có thể hoàn thành tâm nguyện này. Muội rất cảm ơn huynh. Muội Huynh không cho muội đi, huynh không cho muội bỏ rơi huynh đi như vậy đâu. Tôi cứu muội. Muội phải đi trước huynh một bước rồi. Từ nay muội không thể làm bánh gạo tặng cho huynh ăn nữa. Huynh phải tự chăm sóc bản thân mình. Muội nói gì chứ? Huynh không cho muội đi, tôi cứu muội à. Tôi cứu muội. Huynh đem cây trâm đi đổi rồi. Muội nói là muội sẽ cài cho huynh coi mà. Nè, muội cài cho huynh coi đi. Cài cho huynh coi đi. Đẹp lắm đó. Muội cài cho huynh coi đi. Tôi cứu muội. Tôi cứu muội, đừng có nhắm mắt. Cô nương, 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 cô nương. Tôi phải đòi lại sự công bằng. Ai đánh trống kêu oan vậy? Truy Phong, Hương Dung, mọi người đánh trống kêu oan thì chuyện gì? Thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy? Người này là ai? Sao ông không hề chúng tôi còn toàn mạng đứng đây sao? Cầm thú đâu vừa nói gì? Chúng tôi phải đòi lại công bằng cho Cửu Nương. Tại sao ông lại hại chết Cửu Nương chứ? Cửu Nương chết rồi. Người này là Cửu Nương sao? Sao lại như vậy? Tại sao Cửu Nương lại chết chứ? Cửu Nương, Cửu Nương, Cửu Nương à, Cửu Nương. Truy Phong, tại sao Cửu Nương lại chết vậy? Ây da, thì thấy luôn, ta tin lầm ngươi. Ổn cậu ta mấy lâu hết lòng trung thành góp sức cho ngươi, vì ngươi che đậy tội lỗi của cha ngươi, bất chấp hy sinh nhân mạng. Ông nói gì vậy Truy Phong? Không ngờ luôn cả người thân và bạn bè ngươi cũng muốn giết nữa. Tôi không có, tôi không có làm, tôi không có làm mà. Không phải ông thì còn ai giờ đi? Chứ đó ông trả lại cái gối cho tôi, chỉ có một mình ông biết chúng tôi ở đâu thôi. Thật tình huynh không có làm, mỗi tên huynh đi Hương Dung. Rõ ràng là ông giết chết Cửu Nương. Thiên bá, có phải có hiểu lầm không, điều tra kỹ chứ? Huynh đã thấy rõ con người này rồi mà. Tôi thật không ngờ tôi lại lấy một kẻ tán tâm bệnh hoạn như vậy. Cha mẹ của tôi đã mất sớm, Cửu Nương đã nuôi dạy chúng tôi. Cửu Nương coi tôi như là con ruột vậy. Tại sao ông hại Cửu Nương chứ, tại sao? Hương Dung mà, mọi người nghe huynh nói đi, huynh thật sự. Giữa tôi và ông không còn tình phu thê nữa. Chúng ta đoạn tuyệt ân tình. Những gì mà họ thi và các người làm nhất định trời trừng phạt, nhất định bị quả báo. Hung thủ giết người. Đừng mà à. Một nhau tình chim trúc góc thái trung thiên hạ hoa. Một nhau xin chỉ xin góc trường lạc địch xâm đa. Si hù thù bình phàn nhân俗世里浸浸浸，悟到爱他需要信着落雨吗？人法咬之一切，只识得益差。但爱恋的感觉产生的一下，令人迷迷蒙蒙，乱马脚跌跌碰，无泪怎中识破，件件是悲骂。未得识心中有潜能，自己都不知怎去走近。若冲击激出我自信心，我应该信任我的。